Tiên xin chào quý mặt cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Thì sáng nay nè, khán giả về viếng mộ của chú Vũ Linh. Khán giả về viếng ha. Bình Dương qua Nhan thấy mấy chị ngại quay. Mấy chị ngại quay quá, mình né né cho mấy chị vô hấp hương để đi xa tội nghiệp. Đây. Mấy chị ngại quá trời. Chính là khi ra lúng vào có thằng. Bữa nay anh Phương cúng à. Cái này của ai anh Phương? Cái này là của khán giả nào gửi anh hả? Ba La Mặt hả? Không có nói ở đâu được luôn hả? LA hả? Kiếm gì? Ủa cái xào này như đâu cần muỗng đâu ta? Thiếu đũa hả chị? Bún chay, cơm chay. Còn không? Vậy chắc hết rồi quá. Còn mượn lấy đũa ăn đảo đi. Thôi chị qua. Thôi chị qua ra đi ra quẩy mua cái bọc đũa ơi. Nè. Có bọc đổ hay chị? Không, tại vì mì xào ta ăn đũa chứ. Hiếu nè, tại bên đây là Hiếu mấy đôi lận. Để chị qua đi mua đi, anh chờ chút xíu rồi vô cúng. Mua ngoài cổng nhanh. Đang có khán giả về viếng nè cô chú anh chị. Còn bữa nay có đoàn tang đi ngang luôn nè. Cái gì lập vi bằng với anh? Lát anh Vinh Minh lập vi bằng Ngọc. Tại sao? Lập vi bằng tại mộ. Sao vậy? Làm hư dù trước mấy anh em. Mấy anh em bằng. Mình Ủa hồi nãy anh thấy nhóm em đi đông lắm mà. Mẹ em hả? Còn hai ông kia đó đi chơi đi đâu. Mình là ở đâu em? Cà Mau hả? Dạ em ở Cà Mau. Cà Mau. Ô kêu vô đi, nếu ngại thì mấy anh em né ra, không có quay để cho hấp hương đi. Để đi để tới đây xa mà không hấp hương được. Bên kia là sao? Anh em không lâu là cô. Con Cà Mau U Minh cái tàu đúng không? Cái tàu đi vô U Minh. Mẹo Vinh thì phải là vô U Minh đúng không? Anh đi đó rồi mà. Đi xe quần ảnh đi đó mà. Ủa là mình lên đây làm hay là mình ở dưới đó? À, đi làm trên đây. Nhưng mà mình làm là ở Bình Dương. Bình Dương mà mình làm ở Bến Cát luôn hay là ở đâu? Dạ, Dĩ An. Dĩ An Bình Dương. Đây dưới hai mấy cây á. Dĩ An là khu công nghiệp này em. Ở đây cũng đây là gần gần cổng Liên Anh nè. Gần cổng Liên Anh. Rồi mâm cúng của anh Phương lên tới luôn nè. Nay sáng mai là chơi chung. Mà cái đặc biệt nha, này là mua chung một chỗ á. Mua chung chỗ luôn. Cái này là mua chung chỗ luôn đó anh. Chung chỗ luôn hả? Đúng rồi. Rồi trưa anh cũng cúng một bàn nữa. Hồi sáng em đặt cho anh áo vàng là trưa nay. Mà nãy anh chế anh lấy luôn. Rồi xong luôn. Chị chủ quán nói anh lấy anh chục hộp rồi. Nói vậy thôi chị. Hoài thương.
nói chung là cũng gì vậy? Chứ anh tưởng ai? Tưởng đâu mà chống chồng. Ừ, rồi đâu vậy chống chồng mấy giờ. Lát mình lập vi bằng cũng luôn đi. Tại hôm qua ông kia cúng trưa mà sáng nào cúng luôn. Sáng nào cúng luôn hả? Cúng sớm luôn tợ. Rồi sáng nay nè sao chú dùng hết? Sợ chưa bị kẹt phà. Kẹt phà hả? Tại vì cũng được. Ơi, sáng là lúc nào cũng kẹt là chiều nay là anh chống rồi đó nghe. Bữa nay mình lập vi bằng. Anh ơi, mà ai mà chọn nay, ai mà chọn buổi sáng là kẹt phà với em á nha. Em báo trước rồi đó. Để cho em cúng sáng đi để anh cúng trưa. Ủa vậy là trưa nay anh có cúng không? Có. Đó, cúng cho cô Hoài Hương. Đợi lâu quá mà cũng không được. Cô Hoài Hương xếp lâu rồi. Tia sáng màu đồng, tia sáng màu đồng lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn. Sắp xếp nó gọn gàng vô vị trí không ai giành được. Cái sáng nay là cúng quá chừng cúng rồi. Ôi, cái bạn cúng chói chứ. Ôi, phát hiện bí mật chiếc cầm bàn. Tại vì cái bàn này mình để dành mình che cái mấy cái hộp để nhang rồi của chú á, mà tại vì cúng một bàn rồi một bàn nữa rồi phải lấy cái bàn đó ra. Chạy ba chân xuống gì em ơi, ba chân nhỏ đây thôi. Rồi anh cúng gì đây em đi đó nè. Hai mâm luôn. Yêu là quan thế âm từ cho ngồi đến ngày về rồi chắc tay mà bắn cùng đơn phân rằng bằng đơn phân con ngay địa bàn tay bồ tát. Giả là đang uống nước trà đạo nè. Vậy thì ok đúng không? Còn nào chưa ok thì nói như vậy đừng góp ý nha. Cái này là cả mình có thể giới thiệu từng thành viên của mình luôn chị. Gia đình luôn. Gia đình là sao? Này là em ruột. Em ruột. Này là em. Còn đây là con trai con dâu. Dạ. Thằng này con trai. Dạ. Thằng đó là em rể. Hôm nay đại gia đình nha. Em nói gì có đúng không? Ở đây con chị. Đây là con chị, đây là con chị. Không, này là em. Thì đó là ba người là con chị. Con này là gửi chị. Không, này con trai. Thằng này con trai, con dâu. Con dâu đúng không? Con này là đó, đây là gia đình nè. Chưa hiểu đúng không? Chưa hiểu giờ nói lại nè. Tức là này mẹ, này con trai, này con trai, này con dâu, này em gái. Này em gái. Này em gái, này con rể. Em rể. Em nói em cũng bị nhầm luôn. Rồi. Con trai nè, con dâu nè, con trai nè. Em gái. Đúng rồi. Đó. Rồi. Đại gia đình luôn. Người thông minh nói lần hiểu này. Nãy giờ nói mấy lần luôn á. Tính là ba lần. Vậy là tính ra đồng đừng đâu thông minh đâu. Bởi vì ta nói thông minh cái mình hiểu con nói ba lần nó hiểu là biết rồi. Em hỏi thông minh đâu nữa. Trời ơi chứ nãy anh thông minh là giờ anh làm giám đốc rồi đó. Trời ơi thôi đi vô.
Cái hơi khó khó đi vô luôn. Đó, sáng sớm là cúng cho chú ha. Rồi cái video của Hiệt Tiên đến đây là kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiệt Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.